xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chơi trò này. Heo quá, mình sẽ bắn à mà dám bắn tao ạ. Trong mà chết nè. Này nè, này bự ra đây. À nó lừa mình các bạn ơi. Mình sợ quá. Nhưng mà không sao, mình đã thoát được. Quay vòng vòng. Ây da, mày dám đẩy tao hả? Ây da, dám đẩy tao đúng, dám đẩy tao thì tao đẩy lại mày cái gì đâu. Dám đẩy tao, cho mày chết nè. Xuống đi à. Xuống nào mong mày không có thằng bắn chúng á, có thằng bắn chúng kia nó bắn mình. Nhưng mà mày bắn tao thì bây giờ tao bắn mày. Với lại một thằng bắn nữa. À, xong rồi các bạn ơi. Đúng là siêu quá mà. Lấy tiền nào, ăn tiền nào, lấy tiền nào, còn tiền ăn luôn. Bắn nè, sao con màu tím nó đi nhanh thế ta? Mình không hiểu luôn á các bạn ơi. Ê, xoay vòng tròn nè. Xoay vòng tròn chắc mày đó. Ôi da, mày đẩy tao hả? Xin tao đẩy tao hả? Này, cho mày chết. Nó có cả con khổng lồ nữa nhưng mà đâu có bắn mình được đâu. Ui, bây giờ nhiều con thế nhỉ. Bắn mày nè. Ê, anh nhạc, nó đụng mình các bạn ơi, nó đụng mình. Cho mày chết nè. Ô, có con bắn súng nữa các bạn ơi. Mình suýt bị bay ra chỗ khác rồi. Lăn được mà chăng. Để mày nè. Cả chết. À, mình thắng rồi này các bạn ơi. Vui lắm. Vui lắm luôn đó các bạn ơi. Chơi tiếp nè. Mọi người vòng sư tử luôn đó các bạn ơi. Mình đằng sau luôn á các bạn ơi. Mình không biết chết là đó các bạn thấy không, nó sư tử ghê chưa. Mà nó còn xuất hiện thêm nữa chứ. Ây da, chết mất tiêu rồi. Thôi mình chơi lại nha các bạn. Mình lớn
Bye bye.